các bạn thân mến, trên mạng xã hội hỏi đáp quốc tế đã xuất hiện một câu hỏi như thế này. Người Mỹ khi đến thăm Việt Nam có nguy hiểm gì không? Vì Việt Nam là một quốc gia cộng sản. Một câu hỏi nghe có vẻ khá không liên quan đến nhau khi người này cho rằng một quốc gia cộng sản thì không an toàn cho người Mỹ. Có vẻ như những vấn đề về sự đối nghịch hệ tư tưởng đã ăn sâu bám rễ vào trong suy nghĩ của nhiều người Mỹ, thậm chí là người dân của các nước không theo xã hội chủ nghĩa. Vậy khi đọc được câu hỏi vô lý này thì dân mạng quốc tế đã có những phản ứng và phản bác như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem quan điểm của họ về vấn đề này trong video ngày hôm nay nhé! Tôi đã đến thăm Việt Nam vài năm trước và tôi chắc chắn rằng bây giờ có một số điều đã thay đổi. Mọi người đi du lịch rất an toàn và mọi người rất niềm nở. Việt Nam đã mở cửa kinh tế giống như Trung Quốc để sản xuất và phân phối ra nước ngoài. Một số công ty, trong đó có cả công ty của người Mỹ, đã thành lập nhà máy ở đó. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố đang phát triển với những khách sạn lớn. Mọi người rất thân thiện và nồng nhiệt, văn hóa tuyệt vời và thức ăn tuyệt vời. Về lịch sử cộng sản, nó giống như đi du lịch ở Trung Quốc, nơi bạn hầu như không chú ý đến các hệ tư tưởng với tư cách là một khách du lịch. Tôi khuyên bạn nên tôn trọng họ như họ đối với bạn. Một số điều phải được xem xét cẩn thận khi đi du lịch. Khi đổi tiền, tốt hơn hết bạn nên thực hiện việc này trong khách sạn và chỉ khi cần thiết, vì việc đổi lại sang đô la có thể gặp vấn đề. Thông thường phải thận trọng với hộ chiếu khi đi du lịch ở nước ngoài. Ít nhất theo tôi biết, ngày nào cũng có người ở Mỹ bị giết bằng súng bởi cảnh sát, xã hội đen, vân vân ở Mỹ. Nhưng không có người Mỹ nào bị giết ở Việt Nam bởi những kẻ đó hay vì họ là người Mỹ. Không có vụ giết người nào vì lý do chính trị cả. Dù sao cũng chỉ có vài trường hợp tai nạn. Chúng tôi không bắn nhau hàng ngày vì việc sử dụng súng là bất hợp pháp ở Việt Nam. Tôi là một cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến và bây giờ đang sống ở Việt Nam. Tôi đã về hưu và tôi thấy rất an toàn. An toàn hơn ở Mỹ và Philippines tính đến thời điểm hiện tại. Việt Nam hiện nay là bạn của toàn thế giới. Người Việt Nam không quan tâm bạn đến từ đâu. Còn đối với khách du lịch, họ luôn rộng mở, đối xử như một người bạn với bạn. Hãy nhớ rằng chiến tranh đã kết thúc ở Việt Nam từ lâu. Họ đang bận rộn xây dựng đất nước của họ. Tất nhiên, những lời khuyên đều nằm trong tầm tay của bạn khi bạn đi du lịch đến Việt Nam. Không, Việt Nam khá an toàn. Ngoại trừ việc đi xe máy thì khá nguy hiểm, nhưng nó không liên quan gì đến cộng sản. Người Việt Nam khá ân và chào đón những du khách, cho dù họ đến từ các quốc gia từng là kẻ thù bại trận của họ. Miễn là bạn lịch sự về điều đó. Ví dụ đến đó cũng khá an toàn nếu bạn là người Pháp. Sẽ không tốt cho bạn nếu bạn là một vị khách đáng ghét, kiêu ngạo hoặc xúc phạm, giống như ở hầu hết các quốc gia khác. Các nước cộng sản có xu hướng rất an toàn, và thật ngạc nhiên là người Việt Nam lại cởi mở chào đón người Mỹ. Mặc dù tôi có thể hiểu tại sao bạn lại e ngại, tuy nhiên đó không phải là vấn đề về hệ tư tưởng. Tôi đã đến Việt Nam, người dân rất thân thiện đối với một người Anh như tôi. Ở đó bạn an toàn hơn ở Mỹ. Tôi chưa từng nghe nói về các vụ xả súng hàng loạt ở đó, trong khi ở Mỹ của bạn, xả súng xảy ra hàng tuần. Tôi đã đến đó hai lần, hơn 30 năm trước, khi nó còn cộng sản hơn bây giờ và gần với thời điểm chiến tranh Việt Nam hơn nhiều. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm, dù chỉ trong giây lát. Người Việt Nam đã nhiều lần được chính phủ của họ nói rằng chính phủ Mỹ đã sai, chứ không phải người dân Mỹ sai, nên không có biểu hiện thù địch rõ ràng. Một trong những người họ hàng thân thiết của tôi đã đến đó một hoặc hai tuần. Anh cho biết anh và gia đình đã có khoảng thời gian vui vẻ. Họ đi du lịch khắp nơi và thậm chí còn đi tàu xuyên đêm. Thật kỳ lạ vì tôi nhớ đến chiến tranh Việt Nam và những bài phát biểu của Tổng thống Nixon. Thật tuyệt vời khi giờ đây nó đã là một quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ. Nếu bạn có thể sống sót ở thành phố New York hoặc Chicago, bạn chắc chắn có thể sống sót ở hầu hết mọi nơi trên trái đất. Ở Mỹ, tội phạm bạo lực thường nhắm vào các người lạ vô tội. Nhưng ở phần còn lại của thế giới, tội phạm chủ yếu chỉ giới hạn ở các băng đảng xã hội đen địa phương. Tôi cảm thấy vô cùng bất an khi đi tàu điện ngầm ở New York vì xung quanh luôn có những ánh mắt ác ý nhìn người lạ. Đó là sự khác biệt giữa Mỹ và phần còn lại của thế giới. Vì vậy, đây là những gì tôi sẽ viết từ góc nhìn của mình. Những điều tôi đã thu thập được từ các du học sinh Việt Nam và ông nội tôi, người thường xuyên sang Việt Nam kinh doanh, làm phẫu thuật thần kinh. Ở Việt Nam khá an toàn. Bây giờ chúng ta hãy loại bỏ phần cộng sản ra khỏi vấn đề này. Bạn đang hỏi liệu bạn có được an toàn khi đến thăm không? Việt Nam theo hiểu biết của tôi là một nơi khá an toàn để ghé thăm và sinh sống theo những người tôi đã gặp. Việt Nam không giống Triều Tiên, không có sự chia rẽ Nam Bắc và không cố chấp nuôi dưỡng lòng căm thù các quốc gia khác và tiếp tục đổ phần trăm ngân sách vô lý của họ vào việc chạy đua vũ trang. Nói một cách đơn giản, người Việt Nam đã chiến thắng trong cuộc chiến tranh Việt Nam và như một số sinh viên trao đổi đã giải thích với tôi, thực tế là chính dư luận Mỹ về cuộc chiến đã giúp họ chiến thắng,
điều đó giúp những người dân bình thường ở Việt Nam nói, ơ, Mỹ cũng không quá tệ. Ôi nhìn kìa, khách du lịch có tiền. Dành cho những người có ý định nhập cư và sinh sống tại Việt Nam, tôi không thể giúp bạn ở đó với bất kỳ lời khuyên nào. Hiểu biết của tôi chỉ ở mức tối thiểu và đang lên kế hoạch cùng bạn gái của mình đến thăm Việt Nam để đi nghỉ dưỡng. Việt Nam hiện đại chỉ là cộng sản theo chủ nghĩa như Trung Quốc. Họ đã phát triển theo mô hình tương tự của một nước xã hội chủ nghĩa độc đảng với những cải cách thị trường tự do. Đây là một trong những lý do khiến nền kinh tế nước này phát triển nhanh chóng. Về lý do tại sao đất nước này hiện nay lại thân Mỹ, bạn có thể bắt đầu với thực tế là chiến tranh Việt Nam đã kết thúc cách đây 42 năm. Có nghĩa là rất nhiều người ở cả hai nước không có bất kỳ ký ức tỉnh táo nào về việc tham chiến với nhau và rất nhiều người vẫn thắc mắc tại sao chúng ta lại đánh nhau như thế. Vì Việt Nam hiện nay có nền kinh tế thị trường và tham gia thương mại quốc tế, nên nước này đương nhiên muốn làm ăn với các nước có tiền. Từ chối hợp tác kinh tế với nền kinh tế lớn nhất thế giới vì họ đã can thiệp vào cuộc chiến của bạn 50 năm trước sẽ là điều ngớ ngẩn, đặc biệt vì điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho họ và dù sao thì họ cũng đã thắng. Ngoài ra, trong khi Việt Nam và Trung Quốc đã gây thù từ năm 1979, Việt Nam có lý do chính đáng để không hoàn toàn tin tưởng vào Trung Quốc. Một quốc gia khác có lợi ích ở khu vực đó trên thế giới cũng có lý do để không hoàn toàn tin tưởng vào Trung Quốc là Hoa Kỳ. Vì vậy, việc Hoa Kỳ và Việt Nam ít nhất có mối quan hệ mang tính xây dựng với nhau là điều hợp lý. Việt Nam vẫn còn khá nghèo nên phù hợp với quan niệm của phương Tây rằng các nước cộng sản không thể thành công về mặt kinh tế. Đây là một suy nghĩ an ủi cho những người giữ vững niềm tin này. Việt Nam cũng không có mối đe dọa nào đối với quyền bá chủ thế giới của Mỹ. Mặt khác, Trung Quốc sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trung Quốc đã chứng minh rằng có một cách khác để phát triển ngoài cách của phương Tây ưa thích. Ngoài ra, Trung Quốc còn có một thói quen khó chịu là kiềm chế sự thái quá của những người giàu có và quyền lực, nhà tư bản, quan chức cấp cao và người nổi tiếng, và cắt giảm quy mô của họ. Trung Quốc dường như cũng cực kỳ thích nâng cao mức sống của người nghèo. 800 triệu người đã thoát khỏi cảnh nghèo trong 40 năm và thổi phồng sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người. Tất cả điều này đặt ra một ví dụ xấu. Các nhà tài phiệt Hoa Kỳ, các đối tác của họ và các chính trị gia lo lắng rằng người dân của họ có thể bắt đầu đòi hỏi những kết quả tương tự như Trung Quốc cho chính mình. Chỉ có Việt Nam thôi à? Tốt hơn nên mở rộng điều này đến một số quốc gia gây nguy hiểm cho dân thường Mỹ. Cộng sản sao? Có rất nhiều sự đối kháng ở các nước đồng minh bởi vì cách chính phủ Hoa Kỳ thực hiện theo cách của mình hoặc lợi ích của các tập đoàn quốc tế Hoa Kỳ được bảo vệ là bí mật. Và do đó người dân Mỹ không biết gì về điều đó. Chúng ta có thể phát hiện ra điều đó ở Mỹ. Hầu hết mọi người đều hiểu rằng có sự khác biệt giữa kẻ áp bức và người bị áp bức. Chỉ khi những kinh nghiệm tồi tệ và những tuyên truyền có tác dụng thì dân thường mới gặp nguy hiểm. Mối nguy hiểm lớn nhất luôn là những kẻ cướp và những kẻ cuồng tín của một hệ thống tín ngưỡng. Trên đây là một vài ý kiến của dân mạng quốc tế. Tất nhiên về mặt chính trị, hệ tư tưởng quả là rất quan trọng đối với chính phủ. Tuy nhiên, nếu chỉ là người dân bình thường, thì người Việt Nam chúng ta luôn chào đón tất cả mọi người. Chúng ta không quá bị ám ảnh bởi thù hận, hệ tư tưởng hay tín ngưỡng. Tất nhiên với điều kiện khi người nước ngoài đến Việt Nam phải biết tôn trọng văn hóa và lịch sử Việt Nam. Các bạn thấy những bình luận của dân mạng quốc tế phía trên như thế nào? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Nếu thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký kênh nha! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.